Thưa quý vị, thưa các bạn, miến rong không còn là món ăn xa lạ đối với nhiều người. Cách làm và ưu điểm nổi bật nên loại miến này đã dần trở nên nổi tiếng, trở thành một thương hiệu riêng được ưa chuộng trên thị trường miến trong cả nước. Nhờ khai thác tiềm năng, lợi thế, nhiều địa phương đã có đột phá trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Và từ đó, từng bước góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Gia đình chị Bùi Thị Hồng Thu là hộ gia đình có hơn 40 năm làm miến rong. Hiện tại, quy mô làm miến của gia đình chị có hơn 350 phên phơi. Bột rong nguyên liệu mỗi năm sử dụng trên 10 tấn. Những ngày trời nắng, gia đình chị làm được gần 150 cân miến khô, miến thành phẩm. Trung bình một năm sau khi trừ chi phí sản xuất, đem lại cho gia đình nguồn thu nhập gần 200 triệu đồng. Nhiều nghề làm miến rong mà kinh tế gia đình chị ngày càng đi lên. Miến của chúng tôi làm là nó có một cái đặc trưng riêng, đó là rong từ trên địa bàn của xã Bình Lư, huyện Tam Đường. Cái chất bột rong của bọn chúng tôi là rất là đạt cái sản lượng và chất lượng cho cái miến. Chúng tôi đã đưa sản phẩm vào 63 tỉnh thành của các cửa hàng ô cốp. Trong quy trình sản xuất miến, mỗi hộ có bí quyết riêng nhưng vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon đặc trưng của sợi miến, có màu trắng đặc trưng, có hương thơm, vị ngon, không có sạn và tạp chất. Chính điều đó tạo nên thương hiệu miến rong Bình Lư nổi tiếng trong thời gian qua. Những năm gần đây, các hộ làm miến đã đầu tư máy móc công nghệ mới và sản xuất, nên năng suất tăng gấp đôi so với làm thủ công truyền thống. Hình thức sản xuất, quy mô sản xuất ngày càng phát triển, mẫu mã sản phẩm đa dạng, chất lượng được nâng lên, đã đưa sản phẩm vươn ra các thị trường ngoài tỉnh. Mỗi năm, Bình Lư bán ra thị trường trên 500 tấn miến, thu về khoảng gần 25 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động tại địa phương. Với mức thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra. Miến rong Lai Châu thì là một cái sản phẩm đặc sản rất là nổi tiếng của Lai Châu với một cái thương hiệu là miến rong Bình Lư. Đối với cái sản phẩm miến này thì bà con nông dân trên địa bàn của huyện Tam Đường họ đã có kinh nghiệm là một làng nghề truyền thống từ rất lâu đời, và sản phẩm miến rong Bình Lư của chúng tôi thì cũng đã được quảng bá rất là rộng rãi ở trên cả nước, đặc biệt là thông qua những cái chương trình hội chợ thương mại. Với mong muốn xây dựng được thương hiệu miến rong 100% từ bột rong riềng trồng ở địa phương, vươn xa tại thị trường trong nước, hướng tới xuất khẩu, Hợp tác xã Nông sản Tân Việt Á, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng là đơn vị tiên phong trong đầu tư dây chuyền sản xuất miến tự động, từ khâu đánh bột đến ép miến và cán sợi, đặc biệt là cải tiến tấm phơi miến truyền thống bằng lưới để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Và thay vì làm thủ công, thì giờ đây tất cả quy trình sản xuất đều được tự động bởi dây chuyền máy móc hiện đại, vận hành với công suất từ 5 đến 8 tạ miến trên ngày. Hiện sản phẩm miến rong của hợp tác xã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, được xác lập quyền sở hữu công nghiệp, dần khẳng định và phát triển thương hiệu trong lĩnh vực nông sản thực phẩm, góp phần gìn giữ, bảo tồn nghề làm miến lâu năm của địa phương. Chúng tôi liên kết với các hộ nông dân của địa phương để tạo ra cái vùng nguyên liệu riêng để chủ động được các cái nguyên liệu đầu vào và đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm. Đó là những cái sản xuất theo các cái hướng hữu cơ, đảm bảo được tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là cái chất lượng sản phẩm được tốt hơn. Hiện tại thì hợp tác xã cũng đã mạnh dạn đầu tư các cái dây chuyền máy móc mới để nâng cấp sản phẩm làm sao để kịp được những các cái đơn hàng lớn cho khách hàng có nhu cầu trong và ngoài nước. Với các sản phẩm miến rong của Việt Nam đã khẳng định được thương hiệu thơm ngon trên thị trường và được ưa chuộng. Sản phẩm được người tiêu dùng trong và ngoài nước đặt mua với sản lượng lớn. Thương hiệu bay xa, bà con có thu nhập ổn định. Nên nhiều năm trở lại đây, các hộ dân làm miến rong đã có cuộc sống khá giả, yên tâm và gắn bó với nghề hơn.